Xin chào quý vị đã đến với ngày làm việc hái cà phê của sông Hai Miền. Sông Hai Miền hôm nay lại mùa cà phê rồi quý anh chị ấy, mà cũng là phấn khởi, mà nông dân mà vất vả lắm, chỉ có hai cái tay thôi. Hôm nay sẽ lại hái cà phê và hái cà phê. Hai nào, cà phê này cao quá. Sông Hai Miền đi hái lừa, hái lừa cà phê này đã thân thả ngọn cao lắm. Hai đi, hai cái đoàn cao, hai đi quả chín nhá. Hai lừa. Quý anh chị cứ sờ cà phê cao, không cần sờ cao đâu. Cao ta có bài thì có cách của cao nhá. Hai nhanh vào. Ở trên đầu hai ly qua những quà cà phê chín thôi nhá. Đấy. Đấy. Rồi hai đây. Ồ. Đúng. Quên gì không? Hai này, cái hai lừa quả chín này, hai bói này. Đúng là nông dân vất vả thật, đi làm cũng phải thế này. Sao kia? Hết chưa? Trên kia hết chưa? Hết chưa? Cao quá, hai đi. Hai đi. Tháo ra rồi, qua bên này. Đây. Rồi, còn không? Còn không? Đấy. Tiêu. Được chưa? Vâng, quý anh chị đã đến với clip clip này là sông Hai Miền làm về hài hước thôi. Để chúng ta hãy giảm căng thẳng để khi chúng ta làm việc. Chứ thực sự thì đây, sông Hai Miền hai tỉa thì tay có sông Hai Miền tấy cơ mà, đâu có không tấy đâu. Đây. Xin chào nhá, nhớ đăng ký kênh và theo dõi những clip tiếp theo của sông Hai Miền. Cà phê đã thân thà ngon, xin mời. Ủa cà phê có quả không? Thằng ngon của ông này có quả không? Có. Thôi kết thúc, clip kết thúc ở đây. Mẹ chúc ai.